Dạ, kính thưa bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải, kính thưa ban chủ tọa và các thầy cô và các bạn đồng nghiệp, thì sau khi hai bài báo cáo chi tiết của bác sĩ Chi và bác sĩ Trang về cái dinh dưỡng tĩnh mạch, thì sau đây em xin trình bày hai tình huống lâm sàng mà sử dụng đường truyền tĩnh mạch. Một tình huống lâm sàng thì sử dụng đường truyền tĩnh mạch là nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, và một tình huống lâm sàng là một sử dụng dinh dưỡng tĩnh mạch bổ sung. Dạ, đầu tiên là tình huống thứ nhất là bệnh nhân nữ 71 tuổi nhập viện vì đau bụng. Bệnh nhân thì có tiền căn là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh nhân có thoát vị rốn mà chưa có tiền căn phẫu thuật, và những bệnh lý khác thì bệnh nhân chưa có nhận tiền căn. Về khía cạnh dinh dưỡng thì cái bệnh sử và thể trạng của bệnh nhân là bệnh nhân có sụt cân thì không rõ, đau bụng âm ỉ khoảng 5 đến 7 ngày nay có tăng dần, chán ăn khoảng 1 tháng nay, ăn uống thì kém dần, rõ thì khoảng 2 đến 3 ngày nay. Bệnh nhân lúc nhập viện thì được đo chiều dài sải tay và vòng cánh tay, thì những bệnh nhân mà không lúc nhập viện mà không có cân được không cân nặng được chiều cân được cân nặng và chiều cao, thì chúng ta có thể có dùng cái bảng quy đổi từ sải tay và vòng cánh tay, thì chiều dài sải tay chúng ta có thể suy ra được chiều cao ước đoán, và cái chỉ số vòng cánh tay thì chúng ta có thể suy ra được cái BMI của bệnh nhân. Đây là tương đối ha. Thì từ bệnh nhân này thì suy ra được cái cân nặng ước đoán của bệnh nhân là khoảng 54 kg và cân nặng lý tưởng thì khoảng 50 kg. Tình trạng lúc nhập viện của bệnh nhân thì bệnh nhân mạch mạch 110 lần một phút, huyết áp 160 trên 120 mm thủy ngân. Bệnh nhân thì còn đau bụng nhiều và không có nôn ói. Lúc nhập viện của bệnh nhân ghi nhận là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, tim đều, phổi trong, bụng thì trướng căng, có một khối ở vùng rốn khoảng 2 cm và anh không đau. Về cận lâm sàng thì bệnh nhân lúc nhập viện là có bạch cầu 8.7 ngàn, nơ trôi 93%, có hạ natri và kali máu. Lactate bệnh nhân lúc nhập viện là 3.6 mmol trên lít, chức năng thận bình thường và có CT bụng. Có thuốc của bệnh nhân là có thủng tạng rỗng và theo dõi tuần hoàn tái tràng. Sau đó diễn tiến nằm viện của bệnh nhân là ngày thứ nhất thì bệnh nhân sau nhập viện bệnh nhân đường nhiều hơn, sau đó huyết áp tụt và bệnh nhân được hồi sức chống sốc. Và được bệnh nhân được mổ thám sát và khâu lại vị trí ổ loét, dùng kháng sinh, thở máy và bệnh nhân tạm nhịn ăn đường tiêu hóa, với chẩn đoán là sốc nhiễm trùng viêm phúc mạc toàn thể do thủng bít ổ loét tiền môn vị, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Sau đó hậu phẫu 2 ngày thì bệnh nhân tiếp tục được hồi sức chống sốc, thở máy, kháng sinh, bệnh nhân thì ngày 2 thì vẫn tạm nhịn và được hội chẩn dinh dưỡng. Về khám dinh dưỡng, hậu phẫu ngày 2 thì bệnh nhân tỉnh và đang thở máy. Bệnh nhân có mạch 85 lần trên phút, huyết áp 110 trên 60 mm thủy ngân, với liều vận mạch hiện tại đang dùng là noradrenaline 4 mg một ống, được bơm tim điện 30 lít trên giờ. Khám bệnh nhân có teo cơ, teo mỡ nhẹ, có phù nhẹ mu chân hai bên, tim đều, phổi trong, bụng mềm. Về cận lâm sàng lúc khám dinh dưỡng thì bệnh nhân có đường huyết mao mạch dao động từ trong khoảng 180 đến 240 mg trên decilit. Điện giải thì trong giới hạn bình thường, chức năng thận bình thường và lactate máu bệnh nhân là giảm xuống còn 1.2 mmol trên lít. Với tất cả bệnh nhân nhập viện thì bệnh nhân sẽ được sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng và sau đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng với những cái công cụ đánh giá sâu hơn. Thì đầu tiên nếu lúc nhập viện bệnh nhân sẽ được sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng như là những cái công cụ mà nãy bác sĩ Chi có giới thiệu, thì bệnh nhân sẽ được sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng và công cụ NRS. Theo cái công cụ NRS thì bệnh nhân sẽ được sàng lọc theo qua hai bước. Thì bước đầu tiên là tầm soát ban đầu, và sau khi có một trong bốn cái câu hỏi mà xác nhận là có thì bệnh nhân sẽ được tầm soát cuối cùng. Thông qua cái bước 2 thì bệnh nhân theo cái bảng mọi người có thể nhìn thấy trên bảng NRS này từ Hiệp hội Husband, thì bệnh nhân sau khi đánh giá tổng, và bệnh nhân là trên 70 tuổi cho nên bệnh nhân được cộng thêm một điểm, thì tổng cái điểm NRS của bệnh nhân là 5 điểm và bệnh nhân có nguy cơ dinh dưỡng, thì bắt đầu kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng. Sau khi mà tầm soát nguy cơ dinh dưỡng của bệnh nhân và bệnh nhân có nguy cơ thì tiến hành tới đánh giá dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thì cái công cụ mà thường dùng trên lâm sàng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân là thường sẽ sử dụng công cụ SGA, bởi vì nó sẽ đơn giản phù hợp với thực tế lâm sàng hơn cho các bác sĩ. Thì đây là cái bảng đánh giá tình trạng dinh dưỡng tổng thể chủ quan SGA từ cái hướng dẫn dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân ngoại khoa năm 2022. Thì nhìn lên đây mọi người có thể thấy là
Cái công cụ SGA này thì sẽ được đánh giá dựa trên cái phần bệnh sử và khám lâm sàng của bệnh nhân. Về cái phần dinh dưỡng thì bệnh sử có liên quan đến việc thay đổi cân nặng của bệnh nhân trong 6 tháng hay không, bệnh nhân có tình trạng giảm ăn uống hay không, các triệu chứng tiêu hóa trong vòng 2 tuần của bệnh nhân là như thế nào, cái khả năng vận động của bệnh nhân có bị giảm là liên quan đến cái việc teo cơ của bệnh nhân do suy dinh dưỡng hay không, và các chuyển hóa có bị thay đổi liên quan đến tình trạng stress của bệnh nhân. Về phần khám lâm sàng thì sẽ đánh giá cái mức độ teo cơ, teo mỡ và tình trạng phù hoặc là bán bột của bệnh nhân. Thì sau khi đánh giá cái SGA của bệnh nhân này thì tính ra thì bệnh nhân mức đánh giá bệnh nhân là trong mức SGAB, cho nên là bệnh nhân có mức độ suy dinh dưỡng mức độ vừa. Đây là một cái hướng dẫn dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân ngoại khoa năm 2022 là mới năm ngoái đây. Đây là những một số nguyên tắc chung mà để tiếp cận bệnh nhân nặng. Thì nãy như bác sĩ Chi có nói thì bệnh nhân nặng thì được tiếp cận dinh dưỡng thì dựa trên ba cái pha của bệnh nhân nặng là pha cấp giai đoạn sớm, pha cấp giai đoạn muộn và pha muộn pha hồi phục. Thì và sau đó thì mà mình sẽ xác định cái nhu cầu dinh dưỡng năng lượng mục tiêu của bệnh nhân, sau đó mình sẽ dựa trên cái ba cái pha này của bệnh nhân thì mình sẽ cung cấp cái dinh dưỡng là năng lượng phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Thì cái nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân hồi sức nặng thì theo cái hướng dẫn thì thường thì nếu mà tính chính xác để xác định cái năng lượng nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân thì mình sẽ thông qua một cái máy đo IC, nhưng mà hiện tại cái máy này thì không phải ở đâu cũng có, cho nên là thường các bác sĩ trên lâm sàng sẽ ước lượng dựa trên cái nhu cầu năng lượng là khoảng 20 đến 30 kilocalo bạc ký một ngày, và thường nói chung mình thì khoảng 25 kilocalo bạc ký một ngày. Nhu cầu đạm thì bởi vì đạm đây là một cái chất quan trọng để đảm bảo cái miễn dịch và cân bằng cân nặng cho bệnh nhân, cho nên cái khuyến cáo thường sẽ đưa ra từ 1.2 đến 2 kg bạc ký trên ngày, và thường nói trung bình sẽ cỡ khoảng 1.5 kg bạc ký trên ngày, và tùy trường hợp thì mình có thể tăng lên có thể lên tới 2 đến 2.5 kg bạc ký trên ngày. Thì tiếp theo sau khi mà sàng lọc và đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân thì xác định cái nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân dựa trên một cái hướng dẫn, thì theo đối với bệnh nhân này thì mục tiêu dinh dưỡng của bệnh nhân thì nhu cầu năng lượng là khoảng 1.250 kilocalo một ngày, nhu cầu đạm thì khoảng 75 gram một ngày. Về cái hướng xử trí của bệnh nhân thì hiện tại bệnh nhân hậu phẫu ngày 2, bệnh nhân hiện đang thở máy, bệnh nhân mặc dù bệnh nhân đang dùng vận mạch nhưng với liều thấp và cái sinh hiệu ổn với liều vận mạch đang dùng, bệnh nhân vẫn còn đang đã tạm nhịn ăn tiêu hóa, và đánh giá bệnh nhân thì suy dinh dưỡng mức độ vừa, đường huyết dao động thì khoảng 180-240 mg trên decilit, cho nên là hiện tại tạm nhịn bệnh nhân có chỉ định dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần. Thì mình có thể khởi đầu từ ngày ngày khoảng sau sau ngày 2 đến ngày 3 thì có thể cái pha mình sử dụng khoảng từ 50 đến 70% cái nhu cầu của bệnh nhân là khoảng 625 cho đến 875 kilocalo một ngày, và cái lượng đạm thì mình cũng sẽ giảm tương ứng với cái mức phần trăm năng lượng nhu cầu. Và bởi vì bệnh nhân dinh dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn cho nên là chúng ta sẽ nên bổ sung cái vi chất dinh dưỡng liều cơ bản hàng ngày. Thì qua cái bài của bác sĩ Trang vừa trình bày thì mọi người có thể thấy được các cái cách dùng dinh dưỡng tĩnh mạch và phần cho bệnh nhân, thì tùy cái điều kiện của các bệnh viện thì mình có thể dùng như là túi 3 ngăn, túi 2 ngăn và nhũ dịch béo, hoặc là các chai đơn lẻ kết hợp và kèm với bổ sung vi chất dinh dưỡng hàng ngày. Thì đây là một cái bảng so sánh là hai loại túi 2, 3 ngăn hiện có của bệnh viện nhân định hiện tại. Thì mọi người có thể thấy là cái Nutriflex Berry 1.250 ml thì túi này năng lượng tổng là khoảng 955 kilocalo, đạm khoảng 40 g, carbohydrate là khoảng 80 g và có lipid khoảng 50 g. Thứ hai là cái túi Beriolimel N4 1.000 ml thì năng lượng khoảng 700 kilocalo, đạm khoảng 25.3 g, carbohydrate 75 g và lipid 30 g. Thì có một cái lưu ý là cái Nutriflex Berry này thì cái lipid nhũ dịch béo trong cái túi này thì thành phần chủ yếu là dầu đậu nành, cho nên là cái khuyến cáo cho bệnh nhân nặng thì cái thành phần đậu nành hoàn toàn thì khuyến cáo là không nên dùng cho các bệnh nhân nặng. Còn túi 3 ngăn Beriolimel N4 thì thành phần nhũ dịch béo trên túi này thì sẽ có 80% là dầu ô liu và 20% dầu nành. Và cái mức năng lượng của cái túi Beriolimel N4 1.000 ml này thì cũng phù hợp với cái mục tiêu khởi đầu dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần trên bệnh nhân này ở cái thời điểm. Cho nên là
lựa chọn khởi đầu sẽ là cái túi Periolimus N4 1000 ml, và bởi vì bệnh nhân có tính gan tiểu đường và hiện tại đường huyết thì khoảng 180-240 mg trên decilit, thì theo như bác sĩ Chi nãy có trình bày thì mình có thể cho những bệnh nhân đường huyết như vậy thì mình có thể là thêm insulin và pha vào túi 3 ngăn, thì sẽ là khoảng 8 đơn vị trong một túi. Và cái theo dõi đường huyết thì mình nên theo dõi đường huyết sát, đường huyết mao mạch khoảng 4 đến 6 lần một ngày, và cái như những gì chúng những bài simi tuần trước thì về cái tiểu đường và nuôi ăn qua tĩnh mạch cho bệnh nhân tiểu đường thì cũng thống nhất là cái insulin truyền liên tục thì kiểm soát đường huyết nó tốt hơn. Và sau đó thì song song với việc nuôi ăn nuôi dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần như vậy thì mình cũng phải đánh giá xem xét khởi động dinh dưỡng tiêu hóa sớm nhất ngay khi có thể và tăng dần dinh dưỡng cho bệnh nhân để đạt nhu cầu trong vòng khoảng 4 đến 7, 7 ngày. Dạ, tiếp theo xin trình bày tình huống thứ hai là một bệnh nhân nam 50 tuổi nhập viện vì đau hạ sườn phải. Tiền căn thì bệnh nhân có HCC gan đã mổ cắt gan phải và chưa ghi nhận tiền căn bệnh lý khác. Về mặt dinh dưỡng, bệnh sử và thể trạng bệnh nhân là bệnh nhân có sụt khoảng 4 kg trong vòng 8 tháng, là khoảng 7% cân nặng trong vòng 8 tháng. Ăn uống thì kém dần khoảng 3 tuần nay. Cân nặng bệnh nhân lúc nhập viện là bệnh nhân có cân nặng 55 kg, chiều cao khoảng 1m63 cm, BMI 20,7 kg trên mét vuông, cân nặng lý tưởng bệnh nhân khoảng 58 kg. Và diễn tiến triệu chứng cơ năng của bệnh nhân từ từ trước nhập viện và đến sau nhập viện thì bệnh nhân có ăn uống đường miệng thì kém dần, bệnh nhân có buồn nôn nhưng không nôn, bệnh nhân không tiêu lỏng và không có đau bụng. Diễn tiến nằm viện của bệnh nhân thì lúc nhập viện bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng đường mật nghi rò mật, HCC gan phải đã phẫu thuật cắt gan, sau đó bệnh nhân được phẫu thuật cắt đường rò và đặt dẫn lưu ke. Bệnh nhân hậu phẫu nằm 6 ngày, bệnh nhân thì ăn uống đường miệng vẫn còn kém, sau đó bệnh nhân được hội chẩn dinh dưỡng. Về dinh dưỡng thì khám thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, bệnh nhân ăn uống thì còn kém, còn buồn nôn, không nôn, không đau bụng, bệnh nhân không tiêu lỏng. Khám bệnh nhân thấy ghi nhận bệnh nhân có teo cơ, teo mỡ mức độ nhẹ, bệnh nhân không có phù, tim đều phổi trong và hiện tại bụng mềm. Tại lâm sàng thì mức độ albumin máu của bệnh nhân là 34.9 gram trên lít, bệnh nhân có hạ natri kali máu. CT scan bụng bệnh nhân thì đã cắt gan phải, theo dõi HCC mới gan trái và xơ gan. Bệnh nhân này hiện tại đang ăn đường miệng và bệnh nhân ăn kém dần, cho nên chúng ta sẽ đánh giá cái khẩu phần ăn 24 giờ của bệnh nhân. 24 giờ vừa qua bệnh nhân thì ăn được những gì? Thì theo đánh giá khẩu phần ăn 24 giờ của bệnh nhân thì bệnh nhân ăn được 3 bữa, sáng là hủ tiếu thịt heo, trưa chiều là cháo thịt bằm, và bệnh nhân đã uống thêm cái sản phẩm bổ sung ONS là Ensure Original là bệnh nhân có sẵn. Thì mình đánh giá khẩu phần ăn 24 giờ của bệnh nhân thì mọi người có thể nhìn thấy trên bảng. Thì cái mức tổng năng cái tổng nhập của bệnh nhân qua trong vòng 24 giờ vừa qua thì cái năng lượng là khoảng 610 kcal, protein khoảng 21 gram, glucid khoảng 97 gram và lipid thì khoảng 10 15.6 gram. Thì cũng tiếp tục sàng lọc nguy cơ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng thì theo NRS 2022 bệnh nhân đánh giá 3 điểm và cũng có nguy cơ dinh dưỡng và bắt đầu kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng. Về SGA thì mọi người nhìn trên bảng ha, thì chủ yếu cái đánh giá của bệnh nhân thì cũng nằm trong mức B, cho nên là bệnh nhân có suy dinh dưỡng mức độ vừa theo SGAB. Thì chẩn đoán sau khám dinh dưỡng là bệnh nhân hậu phẫu ngày 6 cắt đường rò dẫn lưu ke, rò ống gan phải ra da sau mổ cắt gan phải, HCC gan phải, bệnh nhân có hạ natri kali máu và bệnh nhân suy dinh dưỡng mức độ vừa. Mình xác định nhu cầu dinh dưỡng trên bệnh nhân là bệnh nhân với thể trạng 55 kg, chiều cao 1m63, BMI 20.7 và cân nặng lý tưởng khoảng 58 kg, thì mục tiêu dinh dưỡng của bệnh nhân là nhu cầu năng lượng là khoảng 1.700 kcal một ngày, nhu cầu đạm là khoảng 87 gram một ngày. Thì theo cái đánh giá khẩu phần 24 giờ của bệnh nhân thì hiện bệnh nhân ăn uống thì đường miệng rất là kém, ở khoảng 610 kcal một ngày, là dưới 40% nhu cầu dù đã sử dụng ONS là Ensure. Cho nên là hướng xử trí bệnh nhân cho bệnh nhân này thì bởi vì bệnh nhân hiện tại tỉnh, tiếp xúc tốt, cho nên cái tiếp cận
nuôi ăn nuôi dinh dưỡng và qua ống xong thì bệnh nhân rất là khó chấp nhận và không đồng ý, cho nên hướng xử trí dinh dưỡng sẽ là dung dịch tĩnh mạch bổ sung và cộng với hướng dẫn bệnh nhân tăng các cách sử dụng ONS. Thì dinh dưỡng tĩnh mạch bổ sung thì chúng ta có thể sử dụng dung dịch tĩnh mạch, acid amin, dung dịch gluco và những dịch béo. Hiện tại thì mình sẽ khởi đầu bằng dung dịch acid amin và gluco trước, theo dõi tiếp, đánh giá xem mà bệnh nhân có đủ cái nhu cầu trong những ngày tiếp theo hay không, hay là kém hơn thì mình có thể xem xét bổ sung thêm. Bởi vì cái hiện tại bệnh nhân có cái rối loạn điện giải, có hạ natri kali máu, cho nên là ưu tiên sử dụng các dung dịch mà có chứa nhiều cái điện giải hơn là cái như dung dịch aminoplasma và glucolide. Còn về phần ONS của bệnh nhân thì và tùy điều kiện kinh tế và cái mức độ chấp nhận vì vì khẩu vị mùi vị của bệnh nhân thì chúng ta có thể sử dụng tiếp tục là có thể hướng dẫn bệnh nhân cái ONS đã có nhưng mà tăng cái số lần và cái cách pha đúng, hoặc là tăng cái số 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 cự uống và lượng uống lên cho bệnh nhân để bệnh nhân tăng cái nạp vào đường tiêu hóa bằng đường miệng và bằng từ ONS. Thì có thể là tiếp tục hướng dẫn bệnh nhân pha Ensure, thì một cái ly Ensure mà tương đương với một chai thì khoảng 6 muỗng bột trên một ly, khoảng 230 ml nước, thì tăng dần tùy theo cái đáp ứng bệnh nhân, từ 1 đến 2 ly một ngày, hoặc có thể sử dụng sản phẩm mà chuyên biệt dành cho bệnh nhân bị suy gan là Presubin 23, 1 đến 2 chai một ngày. Song song với cái việc mình bổ sung tĩnh mạch và tăng cái ONS cho bệnh nhân thì mình vẫn phải theo dõi đánh giá bệnh nhân và theo trong 3 đến 5 ngày sau để xem mức độ đáp ứng của bệnh nhân như thế nào. Sau đó mình để tiếp tục cái hướng xử trí là tăng hay giảm cái dinh dưỡng cho bệnh nhân. Dạ, bài trình bày của em xin hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.